Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tâm thư gửi Tổng Bí thư Tô Lâm của cựu thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Đình Bình. BBC tiếng Việt ngày 4 tháng 9 cho hay, cựu thứ trưởng ngoại giao kêu gọi ông Tô Lâm thay đổi thể chế chính trị. Theo BBC, ông Nguyễn Đình Bình, cựu thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2008, đã đăng tâm thư gửi đến ông Tô Lâm vào ngày 2 tháng 9, kêu gọi thay đổi thể chế vì hệ thống chính trị đang rơi khủng hoảng trầm trọng. Với sự cho phép của ông Nguyễn Đình Bình, BBC đã có được 4 văn bản có đầy đủ nội dung các bức tâm thư mà ông viết và gửi cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tổng bí thư Tô Lâm hiện nay. Ý tưởng nổi bật trong 4 bức tâm thư này là hệ thống chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa mà đảng đang ra sức xây dựng và kiên trì bảo vệ đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Và đây là hình bài trên BBC. Do đó, đảng phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để và những hiến kế chi tiết của ông đều xuất phát từ quyết tâm bảo vệ đảng trước các nguy cơ, thách thức sống còn và mong rằng đảng sẽ tự cứu lấy chính mình. BBC dẫn bức tâm thư gửi ngày 4 tháng 8 gửi Tô Tổng cho rằng đảng phải nhìn thẳng vào sự thật và gọi đúng tên con bệnh. Tình hình đảng và đất nước đã và đang tiếp tục diễn biến ngày càng tồi tệ tới mức báo động thực sự nghiêm trọng chưa từng xảy ra bao giờ. Càng ra sức đốt lò ra sức chống tham nhũng tiêu cực, thì tham nhũng tiêu cực cũng như các quốc nạn khác càng lây lan, càng phát triển, càng hoành hành trầm trọng. Càng nỗ lực xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, thì đảng, nhà nước càng hư hỏng nghiêm trọng. Ông Bình đánh giá, lịch sử đang lặp lại giống hệt như thời điểm Đại hội 6 năm 1986. Khi đó Việt Nam chìm trong khủng hoảng kinh tế xã hội, thì Tổng bí thư Lê dựng qua đời Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh lên thay. Ông Trường Chinh đã dũng cảm từ bỏ mô hình quản lý kinh tế theo quan điểm Mark Lenin và chấp nhận vận dụng kinh tế thị trường. Theo ông Binh, nhờ có quyết định lịch sử đó, đảng đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội trầm trọng, bước vào thời kỳ phát triển và đạt được các thành tựu to lớn. Soi chiếu lại thời điểm hiện tại, cựu Thứ trưởng cho rằng Việt Nam cũng đang gặp khủng hoảng về ngoại trị và nội trị. Và đây là hình cụ Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bình. Về đối nội, vẫn theo ông Bình, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã phơi trần tất cả các mặt yếu kém và tiêu cực như ung thư đang di căn trầm trọng, phá hoại đảng, nhà nước và xã hội, mà nguy hiểm nhất là hủy hoại cõi rễ con người, đặc biệt là những người nắm quyền. BBC cho biết, ông Bình viết rằng, những kiến nghị của ông về thay đổi thể chế đã được nung nấu, nghiên ngẫm, kiểm nghiệm, chắc lọc và rút ra từ khi ông mới 10 tuổi khi tham gia đại hội thiếu niên kháng chiến chống Pháp và từ thực tiễn hơn nửa thế kỷ được giáo dục, rèn luyện và chiến đấu trong đội ngũ của đảng. Ông Bình viết rằng, đảng hãy chấp nhận và vận dụng mô hình nhà nước pháp quyền thực sự, một bộ máy quản trị quốc gia với tam quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập, kiểm tra, giám sát lẫn nhau là mô hình hiệu quả nhất loài người đã đạt được cho đến nay để kiểm soát và ngăn chặn lạm dụng quyền lực. Ông còn kêu gọi đa nguyên về chính trị và cho phép xã hội dân sự tồn tại để đảm bảo và phát huy được dân chủ thực sự. Để cứu nước, cứu đảng thoát khỏi tình thế khủng hoảng này, đồng thời đặt đền móng vững chắc lâu dài, từ nay và mãi mãi mai sau, thì không có giải pháp nào khác là phải thực hiện đổi mới chính trị thật sự toàn diện và triệt để, hội nhập toàn diện và thật sự vào dòng chảy chủ lưu tự do, dân chủ, văn minh của thế giới hiện nay, như không ít lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp, đảng viên, trí thức thực sự tâm huyết, trí tệ và cá nhân tôi đã góp ý với đảng. Ông viết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tâm thư gửi Tổng bí thư Tô Lâm của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bình. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cả hệ thống công quyền đàn áp tiếng nói trái chiều khiến xã hội trở nên cực đoan. Ngày 3 tháng 9, AFI tiếng Việt bình luận vụ nam sinh đường lên đỉnh Olympia, công an vào cuộc là quá mức. Theo đó, Chu Ngọc Quang Vinh, học sinh lớp chuyên Anh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái, là thí sinh từng đoạt vòng nguyệt quế của cuộc thi tháng 1, quý 1, đường lên đỉnh Olympia đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội mấy ngày qua. Và đây là hình bài trên AFA. AFA chỉ ra lý do khiến cộng đồng mạng đều biết đến Nam Sinh lớp 12 này. Câu chuyện bắt đầu từ status của Nam Sinh đang trên Facebook cá nhân, với nội dung bị cho là nói xấu đảng và tìm kiếm cơ hội để sống ở nước ngoài. Sự việc bị đẩy đến cao trào khi Quang Vinh bị công an tỉnh Yên Bái mời làm việc vào ngày hôm sau. Nam Sinh buộc phải viết một status khác trên Facebook để xin lỗi về phát ngôn của mình. AFA dẫn chia sẻ của ông Nguyễn Trí Tường cho rằng, ở một xã hội mà dối trá cũng là một thứ trách nhiệm và tung hô trong dối trá cũng là một thứ bổn phận. Ấy vậy mà cháu ấy lại nói thật, thì sao chúng để cháu đó sống yên lành được? Theo trang AFA, Sở Giáo dục Yên Bái ngày 2 tháng 9 cho truyền thông nhà nước biết đã chỉ đạo trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành báo cáo nhanh sự việc, đồng thời cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến nhà học sinh Chu Ngọc Quang Vinh để nắm thêm tình hình. AFA dẫn nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng nói rằng Tôi thấy nếu có người cho cháu là dũng cảm hay chân thành hay cho là sai trái, bậy bạ, đó là bình thường, đó là ý kiến của từng người về một ý kiến của người khác. Nhưng điều động công an để mời người ta lên làm việc, tức là đặt ra vấn đề phạm pháp, thì cái đó quá sức xâm phạm đến quyền tự do suy nghĩ của người ta, cái đó là quá mức. Như vậy khiến cho cái nhìn của cháu đối với xã hội đã tiêu cực càng được củng cố thêm và điều đó cũng khiến cho người dân nhìn vào trường hợp này lại có cái nhìn không thiện cảm tới nhà nước. Cách ứng xử như thế là kém, có hại nhiều hơn có lợi. Và đây là hình thí sinh đường lên đỉnh Olympia, Chu Ngọc Quang Vinh. AFA dẫn nhận xét của thầy giáo Đỗ Việt Khoa cho rằng chuyện này là quan điểm của cá nhân em ấy, chỉ có 16 người được chia sẻ và không hoàn toàn sai thì tốt nhất là im lặng nhưng lâu nay ở việt nam có nhiều quan chức mà cứ ai nói gì khác với các ông ấy thì bắt đầu ghét vùi dập dùng công an để triệu tập em ấy chỉ vì một việc rất đơn giản đã dẫn đến việc cả nước biết cả thế giới biết thì vô tình phơi bày lãnh đạo của việt nam thiếu dân chủ thay vì ủng hộ chính quyền thì bây giờ số đông lại quay sang phê phán chính quyền afa cũng dẫn ý kiến của luật sư vũ đức khanh từ canada chúng ta khoan bàn đến nội dung phát biểu của bạn quang vinh đó đúng hay sai điều chúng ta cần làm là phải tìm hiểu cho thật kỹ những ý kiến đó như thế nào và nên thảo luận một cách nghiêm túc và không thiên kiến luật sư khanh cho rằng đây là thời khắc lịch sử của đổi mới lần thứ hai một sự về đổi mới tư duy và thể chế chính trị trước thời đại mới ông nói tiếp chúng ta hiện chưa biết gì ở ngày mai nhưng có một điều gần như chắc chắn là lòng dân chúng ta đang hướng tới một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho đất nước, đặc biệt là trong giới trẻ. Các bạn ấy đang đặt lại vấn đề của đất nước và tìm giải pháp cho tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta nên có tinh thần cầu thị, lắng nghe và trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc hơn là dùng quyền hạn của người lớn, những người có quyền sinh sát trong tay để áp đặt quan điểm của chúng ta. Tôi hy vọng xã hội ta nên có tinh thần khoan dung và chấp nhận sự khác biệt để cùng nhau xây dựng mái nhà Việt Nam cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cả hệ thống công quyền đàn áp tiếng nói trái chiều khiến xã hội trở nên cực đoan. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.